MV thân mến. Thay mặt cho những ánh sáng trên nền sân khấu, xin được kính chúc cho bạn trẻ hạnh phúc sau năm. Và thay mặt cho gia đình ông Tính và bà Tuyết, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các cụ, các bà, cô dì, chú bác đã không quản đón đường xa xôi để trở về đây để cùng chung vui mừng hạnh phúc nha. Và đó là đại kết. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ gần xa trân trọng. Trên bầu trời đầy sao sáng, ánh nắng rực đèn trên từng áng mây trôi, và gió mang theo gió chuyển những mừng rồi và đi về ai sẽ nói những lời yêu, và các bạn trẻ đến với nhau trong tình chồng nghĩa vợ, và ai đã sẽ sợ chỉ hồng ở đây họ nhà trai chúng tôi. Sau đây xin được trân trọng quý vị bác, và xin được thưa quý vị trong một tràng pháo tay để cùng chào mừng bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái. Kính thưa toàn thể người hôn, kính thưa các cụ ông cụ bà và toàn thể quý khách gần xa. Phụ nữ bây giờ là yếu rồi, bây giờ là đàn ông đã trẻ rồi. Vâng, hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn là một cái đám cưới của người dân tộc Tày. Và ở đây thì mình đang tiếp cận với một số những cô gọi là khách mời trong cái đám cưới ngày hôm nay mọi người ạ. Cái đám cưới ngày hôm nay thì mình thấy là có một cái điều rất đặc biệt, thì như quý vị và các bạn biết đấy, toàn bộ là chỉ là những người phụ nữ đi ăn cỗ thôi. Toàn bộ ở trong này bao nhiêu mâm cỗ thì đấy, như các bạn xem qua đoạn clip thì các bạn biết không có một mâm đàn ông con trai nào luôn mọi người nhá. Thì mình vừa đến đây thì có hỏi với cô này đây mọi người này. Cô này thì cô bảo là bây giờ là không cho đàn ông đi ăn cỗ nữa. Giờ đàn ông đi ăn cỗ thì cứ rượu chè lướt khướt để đến lúc mà mất chồng không hay ấy. Thế là toàn là phụ nữ đi ăn cỗ thôi mọi người ạ. Nhiều lúc lại mất chồng thật đấy chứ. Đấy, thấy các ông đi là cứ rượu chè rồi là về là các bà là không biết nào mà tìm ấy. Đấy, có một cái điều rất đặc biệt đây nhá, mình ghi lại bên trên cho mọi người xem nữa. Đây mọi người xem lại này. Sức khỏe dồi dào và có đây đây như quý vị các bạn biết đây thì gần như là đến 95% là toàn bộ phụ nữ đi cô. Xin nghe xin gà trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai rất là nhiều. Xin vâng, kính thưa quý vị thân mến, đúng là có nam có nữ mấy niên xuân, có nhà trai nhà gái mấy nên phần tham gia. Và một đã tiếp nối chương trình họ nhà trai, chúng tôi sẽ cùng có đôi lời phát biểu để cùng chứng kiến, để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình trong buổi lễ ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị. Vâng, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị nhiều. Mẹ đâu là của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ vất vả lắm em ơi, nuôi anh khôn lớn để rồi tặng em. Chúng tôi đây xin được trân trọng những tình cảm đặc biệt nhất của gia đình của họ nhà trai chúng tôi hôm nay. Được toàn thể quý vị đang được với mắt sân khấu để chứng kiến đây, gia đình của chúng tôi đang dành tặng cho nhau những món quà, những kỷ niệm.